Nhỏ ngói cái nhà được nhiêu à? Đó. Đây cả nhà, đây đó, phát hiện được hai trái dưa gan. Dưa gan này ra dưa gan giống mới nha cả nhà. Đây một trái nữa. Giống này giống của quốc dừa. Đây một trái nữa cả nhà. Đây một trái nữa cả nhà. Đó. Không. Nè. Tổng. Ở đi dưới đây một tái nữa cả nhà ơi. Hello, xin chào cả nhà. Một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Coi ổng ngồi rồi cả nhà. Đây mình hái cái dừa màu cả nhà. Dừa coi sai ghê không cả nhà. Sai mà lúc chút không á cả nhà. Cái cây này á, thường ngày là lớn trái lắm cả nhà, mà sao mà biết hồi nay nó nhỏ xíu luôn á cả nhà, không còn gì mà nói luôn, mà nó sai lắm á cả nhà. Đó, cả nhà thấy không, sai ghê. À, cả nhà thấy vừa sai, trời mưa này mà sai kinh cũng sai luôn á cả nhà. Mà vừa này sai nhưng mà nhỏ nhỏ mà cả nhà. Cây dừa lùng này cả nhà, đáng lẽ cây dừa tơ này á là sai trái to lắm á cả nhà, mà nó cũng nhỏ xíu à. Thấy Nhật nó bận đồ mà nó bỏ áo vô quần mà leo dừa là thấy nghi rồi á cả nhà. Mình nói mà đâu có sai đâu. Nó khùng dữ lắm. Còn gì ngay chỗ ấy anh ba? Nè. Cây dừa cao, cái trời trong xanh nó nắng lên cái đẹp ghê cả nhà. Còn hết. Hello không? Hết rồi má ơi. Cái dừa đỏ ba hoài đẹp nghe cả nhà. Mấy cái dừa này, dừa tơ cả nhà. Mấy cái dừa kia cao chuẩn bị nốt một cái đốm mấy cái dừa cao. Cả nhà thấy không? Thôi Nhật á, cả nhà nhìn nó là biết tới công chuyện không cả nhà. Bỏ áo vô quần xong xuôi rồi bắt đầu đeo cái kìa. Thôi. Thấy chưa? Rồi ba tặng cho ba một cá bông. Người ta tình thương mến thương mà kỳ vậy ba. Tưởng đồng hàng, thằng nóng ha, con gì. Mới khen trời trong xanh đẹp cả nhà, giờ ông trời ông sập xuống chuyển mưa rồi cả nhà. Cái cây dừa này cao ghê cả nhà, cao quá lão quá thành ra nó nhỏ xíu trái luôn cả nhà, chút xíu à. Ngày kế bên trùng dịch luôn á cả nhà. Mình quay gần á thấy Nhật không cả nhà, nó ngồi trên cái quầy dừa á cả nhà. Để đi bà bỏ qua nha. Được chứ. Bỏ mình bỏ qua để vô cái dừa nha.
Tụt à, ghê không cả nhà. Tụt vu 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 luôn cả nhà. Cái này hai bông mướt nè cả nhà. Thấy không cả nhà, bông mướt đẹp ghê. Nè cả nhà, thấy mấy trái mướp thấy không cả nhà. Mướp này cạo cạo vỏ xào ngọt dữ lắm cả nhà. Bây giờ sai ghê không cả nhà. Mà chuột khoét quá chừng luôn á cả nhà. Nhiều dữ lắm, nó rớt xuống đụi 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 quá chừng luôn á. Cả nhà thấy chưa? Ngoài nào ngoài nấy sai vậy không á cả nhà. Mà nhỏ không luôn á cả nhà. Còn qua đây. Đúng gì rồi. Trời ơi, cái quầy này còn chỉ hơn quầy nữa mày, mày bốn cốc cốc nữa mày. Mày. Rồi bẻ ngoài bên đây trả lại ngoài ngoài đầu tiên là cái gì mày nhìn bên đây coi vừa thấy xuống vậy bên bên hàng gạo này nè gà nè bên thứ gì nè không gì xem á không. Cái vườn dừa này là đáng lẽ là không mua luôn á cả nhà, mà tại mình thấy thương cái vũng nhà này cho nên mình mua, chứ giờ một 10 người lái nào bước vô đây là không bao giờ mua dừa này. Nó nhỏ xíu à. Mình thì mình kiếm đầu này kiếm đầu kia, chứ cái dừa này là nói thiệt đó, ai mà lái nào mà bước vô mua mình thua nhiêu mình cũng thua, không mua. Chỉ có mình mới mua được cái vườn này thôi á. Hồi xưa cũng nói cái dừa này nhỏ rẻ, cũng đòi đi kiếm người khác, kêu người lại người ta không mua. Mấy tháng sau xuống năn nỉ mình mua lại giùm á. Mua lại giùm á tới giờ luôn. Rồi khô á lũ la lũ lớp luôn. Tại vì không ai mua. Cái ngại không kêu mình được, cái tới chừng để quá chừng luôn rồi cái kêu mình á, mình thì nó tánh hơi thương người, rồi cái xuống nhờ mẹ mình đầu nói cái mình nó thôi đâu có gì, mình lên mua giùm tới giờ luôn á cả nhà, tỏn luôn tới giờ á, chứ cũng đi dọ giá đi tùm lum hết. Mình thì thấy thôi kệ. Rồi cũng có một lần nữa cả nhà, cái đang bán cho mình, cái có người nào vô mua cái cũng bán nữa, có người mua nha, cái bán xong cái người ta chở đi, cái người ta nói người ta qua bên vườn bên đây á, chút cái người ta trả tiền cho, cái gốc cùng không có trả cả nhà. Mấy quầy vừa sai game cả nhà. Cái nhà coi thằng bé em thầm ngồi ăn dừa kìa cả nhà. Nằm xuống ăn rồi. Nằm dài xuống hút vào nha. Ăn dừa tại vì nay mằng trưa quá với đó bụng sớm nên ăn cái dừa đỡ đâu. Mằng có nhiêu đâu, trưa mới giờ mới có nhiêu, có 6 giờ sáng mà là trưa. Có 6. Chơi luôn rồi. Chơi vòng qua luôn á, ghê. Họ giống như công chúa vậy. Trời ơi. Công chúa ơi, công chúa. Ủa, trời ơi, nằm dài ăn luôn nữa rồi. Ừ, đeo anh kể không? Ông nằm để tôi nhận bỡ dai, cái tôi bỡ vào sao? Ông nào ăn gì nữa nè, hay nữa nè. Chạy rồi cả nhà, người ta chỉ ơi thôi là chạy. Uống nước sạch thôi mà bỏ ra. Cái cây dừa đỏ đó nha, nãy giờ kiến đó, mình không có chung vô đó. Mày dưới gốc kệ mày chứ. Quầy dừa này, quầy dừa lai nè cả nhà. Lai mà sai ghê luôn á. Cây này thì lúc nào cũng vậy cả nhà. Nó bự nó không bự, nó nhỏ. Cả nhà sai ghê luôn á cả nhà, có một phút cũng đang sung luôn kìa, đó thấy chưa, sung quá đi gì vậy? Gì vậy?
rồi. Tự nhiên mình rõ chai luôn à. Đâu ai làm gì anh đâu, kỳ vậy. Dưới cọng dây tới hái thì về à, cái cọng dây á rồi nó quến vô cái lưng của ổng rồi, cái kiểu như vậy á, cái ổng tự ổng quay 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 à, mình ổng à, sung mà tao mới nó nứt nở những đoạn phim ngắn đó nhờ. Bên đây nè, bốn trái nè, anh bẻ luôn được à, anh giật xuống cho em luôn, bên kia đó. Mấy trái dừa này cũng nạo rồi cả nhà, mình nạo mình búng gì nè, vậy là nạo quá cả nhà, còn búng nghe chẹp chẹp đó là yếu, còn mà búng nghe cớp cớp thì khô rồi, nạo rồi đó, búng vậy ra là nạo quá cả nhà. À, cái cây dừa này với cây bên kia là hai cây nó cũng gần gần với nhau mà phải đi một đánh một cái vòng á cả nhà, bẻ hết bên kia mới qua được, tại vì chính giữa là cái chuồng vịt cho nên mình phải đi vòng, nãy giờ bắt đầu mới đi được qua được tới cây bên đây. Ngã luôn đi, cho ngã luôn, cho ngã luôn. Ừ. Rồi kéo vừa đi, kéo vừa đi, gõ rễ thang chứ kéo sao. Rồi đi đó, rồi xuống. Đúng không? Mấy que bé. Đó, que đó. Mấy cái này là à, cái măng này á, ăn được không cả nhà? Cái này chắc đắng lắm cả nhà ha. Quá chừng luôn mà không thấy ai ăn cái này, chắc đắng cho nên không ăn được quá. À, cả nhà, hai quả dừa sai như chùm nho vậy nó khó. Nó khó cả nhà. Nè cả nhà thấy cây dừa này sai ghê không cả nhà? Cây dừa đỏ đó cả nhà. Này nè, hồi lúc trước là cây dừa ta mà giờ nó nhỏ thành cây dừa lai. Đó đang xuống á cả nhà. Đó. Ê em ba, anh ba có chuẩn không? Vậy mà cũng chạy rồi cả nhà. Ba bây giờ bị liệu hay gì rồi. Đây là một quà sai nữa nè cả nhà, thấy không cả nhà? Sai quá chừng luôn. Cái dừa này sai ghê á. Bà dừa mà nói nó cãi cãi hồi nó quýnh rồi nó sao xui. Hai ông già làm không có lợi nó đâu. Rồi xong luôn cả nhà ơi. Xong thiệt rồi. Bà dừa nè cả nhà. Ông hút ông ginh lên luôn, sẵn có ông ginh lên luôn. Bà dừa kia móc bị vuột móc cả nhà. Cả nhà. À, cả nhà coi á. Hết biết luôn. Đây nè cả nhà. Được mớ dừa ở đây nữa cả nhà. Bên đó thì dừa nhỏ, bên đây thì dừa lớn. Rồi. Đây là thành quả của clip của mình đó cả nhà. Cuối ngày mình kính chúc cả nhà được tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Bye bye. Bye bye. Xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà clip sau nha cả nhà. Bye bye.